Các bạn thân mến, đây là một tin tức mới về diễn biến COVID-19 ở nước Mỹ. Tổng thống Biden có một mục tiêu mới của COVID-19. Ít nhất một liều vaccine cho 70% người trưởng thành ở Hoa Kỳ và 160 triệu người được tiêm chủng đầy đủ trước ngày 4 tháng 7. Điều đó sẽ đánh dấu tốc độ tiêm chủng giảm mạnh, một điều đã xảy ra trên toàn quốc. Cho đến nay, khoảng 145 triệu người, khoảng 56% tổng số người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm ít nhất một liều. Các tiểu bang cũng đang sẵn sàng tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi sau khi FDA chấp thuận vaccine Pfizer cho nhóm. Pfizer cũng để mắt đến việc ủy quyền cho trẻ em từ 2 đến 11 tuổi vào tháng 9. Tổng số ca bệnh và tử vong hàng ngày của COVID-19 ở Hoa Kỳ hiện nay bằng khoảng 1/5 so với thời kỳ đỉnh điểm mùa đông vừa qua. Và nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân do sự tăng cường chích vaccine. Gần 83% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 và gần 70% được tiêm chủng đầy đủ. Bây giờ, các nhà lãnh đạo y tế và nhà nước muốn những người trẻ tuổi tham gia. Để đạt được mục tiêu đó, FDA đã sẵn sàng cung cấp vaccine Pfizer BioNTech cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi vào đầu tuần tới. Các bạn thân mến, có một gói cứu trợ mới trợ giúp cho các nhà hàng, quán bar đang được Tổng thống Biden thúc đẩy. Ngày 5 tháng 5, theo tờ UBI, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư đã thúc đẩy một điều khoản trong đạo luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la nhằm cung cấp tiền cho các địa điểm dịch vụ thực phẩm bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Trong một bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã phát thảo quỹ phục hồi nhà hàng. Quỹ này cung cấp các tài khoản tài trợ lên đến 10 triệu USD cho các nhà hàng, quán bar, xe tải thực phẩm và các cơ sở thực phẩm và đồ uống khác để trang trải các chi phí như tiền lương, tiền thuê nhà, tiện ích và vật tư. Nhà hàng không chỉ là một động lực chính của nền kinh tế của chúng ta, Biden nói. Chương trình được thành lập theo kế hoạch cứu hộ người Mỹ của Biden và đã được ký thành luật vào tháng 3. Các đơn đăng ký được mở cho các doanh nghiệp đủ điều kiện ở tất cả 50 tiểu bang. Vùng Washington, DC và 5 vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ vào thứ Hai, và Tổng thống Biden cho biết Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ kể từ đó đã nhận được 186.200 đơn đăng ký đáng kinh ngạc. Theo chương trình, chính quyền Tổng thống Biden sẽ cung cấp kinh phí để bù đắp tổn thất doanh thu liên quan đến đại dịch lên đến 10 triệu đô la. Một doanh nghiệp có thể nhận được không quá 5 triệu đô la cho mỗi vị trí và dạy mức tối thiểu không quá 1.000 đô la. Người nhận không bắt buộc phải hoàn trả tiền tài trợ nếu quỹ được sử dụng cho các mục đích đủ điều kiện trước ngày 11 tháng 3 năm 2023. Thư ký nhà báo chí Nhà Trắng James Psaki cho biết sẽ có một sự thay đổi rất nhanh chóng với các doanh nghiệp đầu tiên được tài trợ theo chương trình thí điểm nhận tiền vào thứ Sáu, và các doanh nghiệp bắt đầu nộp đơn trong tuần này sẽ nhận được tài trợ của họ trong tối đa 14 ngày. Các bạn thân mến, trên đây là một số tin tức nổi bật trong ngày. Video đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn luôn đồng hành với Nhớ Về Miền Quê.